Các bạn có thể nhìn vào chỗ này Đây là cái vị trí mà con cá mập họ đã mua Mua đại rất là mạnh Trước khi mua họ bán Bạn đây là bán kiệt vôn luôn Bán kiệt vôn rất là mạnh Và sau đó thì giá được đẩy lên Cùng với cả nguồn cung cấp được cung cấp ra thị trường nhưng mà phải đến cái chỗ vị trí là 60 này khi mà cái đi điểm cao trào mua thất bại thì các bạn thấy là nguồn cung cấp mới được mạnh mẽ hơn nó hơn phần những ngày trước những ngày trước khoảng 20 phiên 30 phiên và 50 phiên đây là những cái điểm nhấn và con cá mập nó đã hình thành ra và đây chính là cái điểm vào đầu tiên của họ sau đó thì giá nó trôi xuống vị trí là 36 này và những cái người mà đã mua tại vị trí này mua tại vị trí này họ đã cắt lỗ và tạo thanh khoản ở thị trường đấy là nhận nhiên liệu liên tiếp và có một lực nào đó họ chốt lời ở đây đây chính là cái lực chốt lời chứ không phải là lực các bậc nó mua đâu ạ đây chính là cái lực chốt lời và sau đó thì giá hồi lên tạo ra AR đúng không ạ AR chính là cái pha A trong cấu trúc của cộp và sau đó thì các bạn thấy là giá được đẩy xuống đẩy xuống tạo ra SOW cùng với cả nguồn cung cấp ra thị trường rất là mạnh đây chính là thành phần tham gia của các nhà đầu tư nhỏ đẻ cùng với các mập họ bán ra rất là mạnh. đến thời điểm hiện tại thì các bạn có thể thấy là nếu những người mua tại vị trí này người ta đã bắt đầu cắt lỗ rồi. Đúng không? người ta mua tại vị trí này người ta bắt đầu xuống lên đây người ta bắt đầu rất nhiều người cắt lỗ. thì cả những người mà mua tại vị trí trên đường xuống này họ cũng bắt đầu là trên đường lên ở vị trí hồi giá từ gold new đến cái vị trí là ut này họ cũng thoát hàng ra rất là nhiều và cũng cắt lỗ. thì đến đó, ngày hôm nay thì các bạn có thấy là cái đực lên nó xuống rất là mạnh, bán rất khoát. Nó thể hiện cho cả mập đang kiểm soát hoàn toàn đối với thị trường. Và chúng ta nhìn ra đó là cái vị trí này. Đây chính là cái vị trí mà các bạn có thể thấy là đây chính là cái lực hồi lên và nó chạm vào đúng cái vùng gọi là pivot zone ở vị trí đây. Và sau đó thì giá được bật xuống. Thì các bạn có thể kiểm tra cái vị trí này. Đấy chính là thông tin gì đối với bữa phân tích của bạn thông tin với các bạn thì chúng ta sẽ có điểm vào nào của tiếp theo chúng ta sẽ có điểm vào tiếp theo đó là điểm vào cái vị trí là 46 này và chúng ta đặt cắt lỗ ngay vị trí là trên 50 này thôi không quyền đặt lỗ xa đấy không xa thì ngày mai rất có thể là thị trường sẽ có một phiên hồi phiên hồi giá lên vị trí là 44 này và sau đó thì giá nó sẽ bò xuống rất khoát hơn cái vị trí là ba 38 đến 40 đây là vị trí là nhiều người sẽ bắt đáy vị trí này và chúng ta sẽ có target đến vùng giá ra 30 có thể đến vùng 30 đây chính là điểm vào gần như là cuối cùng trước khi mà giá nó bước thành thành vào xuống giảm rồi xin chúc các bạn may mắn